Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên ca sĩ Chí Thiện. Chào anh. Chào. Để em ôm nè. Có cảm xúc, em đang lợi dụng với em không phải là em đang lợi dụng với em không phải là một quả gì hết trơn á. Cái giọng bé thì cao quá, em không biết là bé hát có ổn em không? Ơi, không, giọng chị cũng là một giọng cao, quả hát giọng rất này tốt. Hả? Sao em nói gì vậy? Em nói là giọng em là một cái giọng rất là cao và hát rất tốt. Tại vì sao không khí trường quay trùng lại quá vậy? Không ai đồng tình với em á, em hiểu không? Em hiểu không? Đó em là không dám nhìn chị. Đó là em không dám nhìn chị luôn á. Anh Điện, anh lớn lên cùng em từ bé mà đúng không anh Điện? Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà khi mà em nói vậy thì anh cảm thấy xấu hổ với mọi người xung quanh. Thông minh được luôn. Thông minh được anh luôn. Anh không, anh muốn minh em lắm mà bé không ơi, dám luôn. Mọi người đang phản bác em một cách lịch sự đó. Nhưng mà hay gì em nói là quản giọng em như vậy thì em dẫn chương trình em nói hay đó, mọi người vỗ tay cái rần liền, thấy không? Nói lại nè, thử coi. Thật sự là em vẫn rất là tự tin với giọng hát của mình. Vẫn làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông trong đường dài. Cành nhà nèo đơn. Thôi được rồi em. Được rồi, được rồi. Em bỏ luôn phương án hát qua một bên. Em muốn né hết tất cả những ai muốn hát. Sao vậy anh? Em hờ mấy người hát liền luôn. Tụi em đã định là đi xin ra một cái single mà song ca với dạ không? Em chưa bao giờ quyết định song ca với chị. Em xin lỗi chị. Baby. Hai đứa này thân kỳ quá. Số 6 đứng bốc quá kìa anh. 6 của em thì để ý số 5. Sao vậy em? Đẹp trai anh. Em thế này. Cà rít. Oh, every time I see. Mọi người sao mọi người có vẻ phản đối em vậy? Em, người ta không có phản đối em, mọi người đang kỳ thị em đó nha. Em vẫn giữ bạn này cho đến cuối cùng, cho dù là mọi người có nói như thế nào thì nói. Không, cái khái niệm về đẹp của Sam nó hơi dễ dãi nha. Ờ, bé nói câu này hay nè. Hay á, câu này hay á. Em nói cho nghe nè, nãy giờ mình cứ hâm hè mình loài người ta. Đúng. Đây là cứ mê mê thì người ta khi mà người ta được vô vòng trong, người ta sẽ cảm thấy là người ta sẽ thuộc về cái đội mà nãy giờ binh vực bảo vệ người ta. Đúng. Thì làm sao người ta chọn hát với anh Cường? Ơi, đúng. Bao nhiêu năm nay chị luôn xe duyên kết chị cho em. Có bao giờ chị ngăn cản tình yêu của em chưa Nhi? Chị ngồi xuống đi, em sẽ loại ảnh mà. Em thấy là em nghĩ bạn này là cầu thủ đá banh. Cái gì vậy? Mông của anh này rất là cong. Mông của anh này rất là cong. Ê anh ơi, từ nãy giờ là bà Sam bà lo đĩa body bắp đùi rồi cái miệng mớm. Từ nãy giờ bà vô đây để bà kiếm về, bà kiếm trai về phải không? Không có phát biểu gì hết. Còn ai không ơi, bà vô lộn chương trình tuyển đào tuyển kép rồi bà. Đang sẵn cái đội hình này nè, em thấy là đứng màu sắc cũng rất là đẹp, bên đây rất là nhu nhã. Xưa giờ nè, nè chỉ có nhu mì hoặc là nho nhã, nhã. Ờ, trang nhã, trang nhã. Nhã nhu nhã thì nhu nhã là một cái cụm từ viết tắt của nhu mì và nho nhã. Thật sự là em cũng phát âm sai nhưng mà em nói tiếng Anh rất là chuẩn. Cái gì? Đâu, nói câu coi. Nè, ví dụ hôm nay trời đẹp lắm. Today is nice. Rồi, today is nice. Đúng không, đúng không? Đặc lắc.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giỏi lắm. Em còn biết nhiều hơn như vậy nữa, kiến thức của em rất là sâu rộng. Rồi được rồi, mọi người biết mà, mọi người biết, đừng nói về cái đấy nữa. Nếu mà có bé ra mà bé có thực sự là tài năng là ngoại ngữ thì em sẽ là người trao đổi trực tiếp với bé bằng nhiều thứ tiếng luôn. Trời ơi. Gái em khác rồi. International rồi. Wow, rồi. Anh mệt rồi đó nha. Bắt đầu hơi mệt rồi đó. My name is Sam. Nice to meet you. Wow. Sam. Bây giờ mình nice to meet you rồi. Bây giờ mình hỏi bé xem bé ở nhà bé ăn uống sao. Đúng rồi. Cho mà giỏi vậy. Hớm. Hớm. Dạ. Hớm. What you eat? You sit there and he sit there. Two side of the chair. Oh, two side of the chair. Okay. Mọi người có ai xin phiên dịch? Không. Nãy giờ ngắn gọn là bé chỉ nói xin chào thôi Sam. Nãy giờ ai nói là Sam mới nói nó giao tiếp trực tiếp á. Bé ra mà bé có thực sự là tài năng là ngoại ngữ thì em sẽ là người trao đổi trực tiếp với bé bằng nhiều thứ tiếng luôn. Em hiểu mà mọi người. Em bé nó cười cho chị đó. Ok. Thập cẩm. Thập cẩm. Cái gì? Bánh trung thu thập cẩm. Thập cẩm đó. Từ đây về sau, chứng minh nhân dân phải đều lại. Nguyễn, em là Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cẩm. Nguyễn Kiều thập cẩm thơ. Cái kinh nghiệm của em đó, kinh nghiệm của em mà bao nhiêu cái năm tháng mà em theo đuổi hình ảnh đã nữ của mình. Gì vậy Nhi? Ủa phản ứng như vậy là sao Nhi? Em phụt cười á chị. Khi nghe chị nói chị đang theo đuổi hình ảnh đã nữ á, em phụt cười. Chị cứ nói tiếp đi. Thế bây giờ làm một nốt trước nha. Dạ. Em thấy là mông của anh này. Hả? Mông của anh. Hả? Mông của anh này rất là cao. Tới mông luôn. Thật sự từ nhưng... nãy giờ bà vô đây để bà kiếm về. Bà kiếm trai về phải không? À, bà hết bắp dế tới bắp đùi. Bây giờ bà đẩy lên bắp mông. Bây giờ là mình không có nghe được giọng hát thì mình phải nhìn ngoại hình để mình đoán chứ sao giờ. Mà tại sao bao nhiêu chỗ không dòm cái giọng ba của người ta? Tại vì giọng ba của anh rất là nổi bật. Bây giờ anh nhìn cái anh đứng theo cái góc độ của em anh nhìn nè. Đúng rồi, thực sự là công, cực kỳ công luôn. Mà những người đàn ông mà mông công á là hát sẽ rất là ổn, rất là ok. Trời đất. Carit, Carit. Khoa học nào chứng minh? Carit vậy là mông công lắm hả? Đứng nghe chàng. Đứng nghe Carit quay. Cái định nghĩa này nó hơi lạ. Này lép mày ơi. Bây giờ test thử một cái câu tiếng Anh đi Asin. Ok. Anh đố em một câu mà em trả lời được thì em mới làm MC. Em nghĩ là mùa 3 chắc là đổi MC nữa. Đố em how are you là gì đó. Bạn có khỏe không? Trời ơi mừng quá đó hiểu. Rồi em đậu. Đậu. Bây giờ môn toán. Môn toán. Nữa hả? Môn toán. Ủa sao em thấy đây là MC mà. Một cái đề hấp của. 7 chia 7 là bao nhiêu? 7 chia 7. Nó không biết thiệt á. 7 chia 7 là bằng 0 hay bằng 1? Bây giờ bà có 7 cái bánh mà chia cho 7 đứa nít thì mỗi đứa được nhiêu cái? Tại vì có 7 cái bánh mà em chia cho 7 đứa thì em không còn cái nào hết. Em chỉ thắc mắc là không biết là bằng 1 hay bằng 0 thôi, mới thiệt. Em chi dễ thương nghe trời, không biết thiệt luôn hả? Bằng 1 hay bằng 0? 1. Bằng 1 hả? 7 chia 7 mỗi đứa được cái bánh. Đúng rồi, em phải tính là 7 cái bánh chia cho 7 bé con nít đúng không? 7 đứa nhỏ. Thì 7 đứa, mỗi đứa một cái bánh đúng không? Thì có phải một cái bánh sẽ một cái vỏ bánh không? Thì 7 cái vỏ bánh cộng lại phải là một cái bánh cho em không? Thì một cái bánh cho em phải là 7 đứa nít đó là mỗi đứa một cái vỏ cho em không? Ông đang nói gì vậy? Đi về. Một mình anh lang thang trên phố, nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Giọng bạn này á giống cái giọng của em. Gì vậy? Sao? Gì? Cái gì nữa có em nữa ha. Sao thì sao em sao hôm nay em sao thì sao? Giống mà mọi người không thấy không? Tại vì giống hát cái giọng mà kiểu
Tại vì em rất là vô đúng nhịp nha. Em nhịp nhàng cũng tốt lắm. Chị Mộng, em giọng em hơi giọng mỏng mỏng giống bạn đó. Một giọng hát quá hay đúng không anh? Quá hay. Thật sự giọng hát rất là tương đồng với lại em luôn. Giọng hát rất là tương đồng với lại em luôn. Em yêu anh đây thì sao nào ước.